Xin kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, theo lộ trình từ những năm trước, thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2020 vừa rồi là thời điểm tăng lương cơ sở đối với cán bộ công chức. Tại nghị quyết 86, Quốc hội cũng đã chốt tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1.600.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức từ đầu năm 2021. Nội dung cụ thể sẽ được chúng tôi chuyển đến quý khán giả trong một văn bản mới kỳ này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Do trong những ngày đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến cuộc sống người dân lâm vào khó khăn. Để chia sẻ điều này, Quốc hội đã thông qua không tăng lương cơ sở năm 2021 theo đúng lộ trình mà vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ là 1.490.000 đồng một tháng như nghị định số 38 năm 2019 của Chính phủ, bởi chưa thể cân đối được nguồn để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2020 và năm 2021, cũng như điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới. Trong bối cảnh này, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp, công khai thông tin người nộp thuế chây ì, nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường chống thất thu. Thưa quý khán giả, việc giữ nguyên mức lương cơ sở như năm 2020 khiến cho nhiều khoản thu của người lao động không tăng theo dự kiến như tiền lương theo hệ số của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tiền thai sản một lần của lao động nữ sinh con, lao động nam có vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi. Tuy nhiên, vẫn có một số đối tượng được hưởng lợi như người lao động tự do, thu nhập không chịu tác động trực tiếp của lương cơ sở, đóng bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình. Mức đóng năm 2021 không phải tăng như dự kiến mà vẫn được giữ nguyên quyền lợi. Quý khán giả thân mến, chúng ta vẫn thường hay nói, đâu cần thanh niên có, việc gì khó, có thanh niên. Với năng lực, sự nhiệt tình vốn có, nhiều đoàn viên thanh niên huyện Châu Thành A đã phát huy sáng kiến, góp phần đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính trong các cơ quan đơn vị. Trong đó, chương trình thanh niên chung tay cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện đã góp phần tạo được sự hài lòng thân thiện trong nhân dân khi đến giao dịch các vấn đề liên quan. Phóng viên Đài đã có những ghi nhận từ thực tế, mời quý khán giả cùng theo dõi. Để chung tay cùng các cấp các ngành thực hiện các mô hình cải cách hành chính và hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, huyện đoàn Châu Thành A đã phối hợp với văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện xây dựng mô hình thanh niên chung tay cải cách hành chính. Bước đầu xây dựng mô hình này, huyện đoàn đã tập hợp các đoàn viên thanh niên ở các xã thị trấn. Trước đó, khi đưa mô hình vào thực tế, lãnh đạo huyện đã trực tiếp chỉ đạo để hướng dẫn đoàn viên tiếp cận công việc. Các bạn cũng có thể hỗ trợ đối với người dân khi mà thực hiện các thủ tục. Cụ thể là các bạn có thể hỗ trợ trong cái việc là viết hộ hoặc là hỗ trợ những cái thông tin gì đó mà bà con còn thiếu thì các bạn có thể chia sẻ thêm. Trên cơ sở là các bạn phối hợp với các bạn cán bộ thực hiện ở bộ phận này, các bộ chuyên môn. Thì bên cạnh đó thì các bạn đoàn viên thanh niên cũng hướng tới một cái nội dung đó là xây dựng chính quyền điện tử. Cụ thể thì đối với những trường hợp mà bà con đến làm thủ tục khi có đủ những cái thông tin cần thiết về giấy chứng minh, về số điện thoại chính chủ v.v. các bạn có thể hướng dẫn cho bà con tạo được cái tài khoản điện tử, trên cơ sở đó hướng dẫn để mà thực hiện các cái thủ tục hành chính trực tuyến. Đăng ký ở cái chỗ mà trực tuyến ở mức độ 2-3 mà huyện Châu Thành A đang thực hiện. Trên thực tế, không ít người dân vẫn còn lúng túng khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa với nhiều thủ tục khác nhau. Như trường hợp của ông Phạm Văn Lắm ở xã Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A, đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại ủy ban nhân dân huyện để xin đổi số đỏ do số đỏ hiện tại đã hết hạn sử dụng. Không rành về chữ kẻ, thị lực kém nên ông Lắm rất lo lắng về cách thức thực hiện các thủ tục. Dù đã được một số người quen hướng dẫn, rất may khi vừa đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại ủy ban nhân dân huyện, ông gặp các bạn trẻ trong trang phục áo xanh thanh niên tận tình hướng dẫn cách chiếc phiếu yêu cầu xin đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ sau gần 15 phút, ông đã hoàn tất hồ sơ. Bữa nay lấy một cửa để mà làm thay mà các bạn phán mới cũ thổi mà đổi mới rồi lại đến đây rồi chi đoàn thanh niên của huyện để mà hướng dẫn làm thủ tục nó cũng nhanh gọn là vậy, tôi cũng hài lòng.
Những bạn trẻ mà ông Lắm nhắc đến chính là các đoàn viên thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A. Các bạn hỗ trợ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Đội được thành lập từ tháng 11 với 20 đoàn viên thanh niên. Mỗi ngày sẽ có 2 đoàn viên tình nguyện hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Cầm trên tay phiếu hẹn trả kết quả, bà Lưu Mỹ Hạnh ở xã Dân Kẻ không khỏi vui mừng vì hồ sơ sang tên sổ đỏ sau khi mua đất đã được làm nhanh chóng. Nhận hồ sơ rồi chỉ mình về xã rồi kêu mình làm giấy tờ xong rồi trở lại chỗ một cửa này ra cấp bằng phán cho mình. Việc xây dựng quy trình tiếp đón công dân được đoàn phường thực hiện nghiêm chỉnh. Khi công dân đến bộ phận một cửa, đoàn viên hỏi thăm xem công dân có nhu cầu giao dịch gì, từ đó hướng dẫn cụ thể theo thứ tự nội dung giao dịch và cán bộ phụ trách. Khi nhiều người dân đến giao dịch cùng một thời điểm sẽ được hướng dẫn ngồi ở bàn chờ đợi để công dân yên tâm. Mô hình nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi đến thực hiện dịch vụ công, kích thích đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận phải thực hiện quy tắc ứng xử công vụ, nụ cười nơi công sở, thân thiện hơn với người dân và thực hiện phương châm 4 xin và 4 luôn trong quá trình thực thi công vụ. Cái lực lượng đoàn tham gia trong cái mô hình này đó thì nó đã góp phần rất là lớn trong cái việc phục vụ cho người dân tại bộ phận một cửa khi đến làm thủ tục. Thì trước khi thực hiện mô hình đó thì các bạn đoàn viên thanh niên được tập huấn rất là kỹ. Sau khi triển khai thực hiện mô hình thì được gần tháng đó thì kết quả người dân cũng đánh giá rất là cao trong cái việc phục vụ của các bạn đoàn viên thanh niên. Cụ thể là cái hồ sơ mà bộ phận một cửa tiếp nhận giải quyết đó thì đa số là giải quyết đúng hẹn và trước hẹn, không có hồ sơ tồn đọng. Và đặc biệt nổi bật nhất đó là từ khi triển khai mô hình đến giờ đó thì cái việc nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đó thì huyện Châu Thành A cũng đạt được khoảng trên dưới 100 hồ sơ. Đây là một trong những cái kết quả nổi bật nhất mà văn phòng nhận thấy được qua cái việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Sự chung tay của lực lượng thanh niên đã phát huy hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính. Hiện tại mô hình này được thực hiện vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Hướng tới, huyện đoàn sẽ cho nhân rộng mô hình này đến các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Có thể thấy đoàn viên thanh niên cần tiếp tục học và làm theo lời Bác, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Mỗi đoàn viên thanh niên luôn thể hiện tinh thần tận tụy, tâm quyết, sáng tạo, công khai minh bạch trong công việc, chủ động đổi mới phong cách làm việc, chuẩn mực hơn trong ứng xử, giao tiếp, vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý thực tiễn vào công việc để đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính. Thưa quý vị, tranh chấp đất đai là việc một cá nhân, hộ gia đình, tổ chức hoặc doanh nghiệp xảy ra những mâu thuẫn về lợi ích khi thực hiện quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của mình với người khác. Hiện tại có hai dạng tranh chấp xảy ra, và nếu rơi vào một trong hai dạng này, người dân cần liên hệ đến các cơ quan sau để được giải quyết. Tranh chấp đất đai hiện nay pháp luật quy định nó có hai cái dạng tranh chấp. Một là tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, thì pháp luật quy định thì phải qua hòa giải cơ sở. Nếu như một trong hai bên hòa giải cơ sở không thống nhất, tức là hòa giải không thành, thì người dân được tiếp tục yêu cầu khởi kiện tranh chấp đến tòa hoặc là yêu cầu đến cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện nếu như cái đất đó không có giấy chứng nhận quyền đất. Còn đối với trường hợp tranh chấp liên quan đến đất đai mà thuộc cái dạng tranh chấp hợp đồng thì người dân cũng được quyền kiện trực tiếp đến tòa mà không phải qua hòa giải cơ sở. Khi cho rằng quyền lợi và lợi ích hợp pháp trên phần tài sản của mình bị xâm hại thì người dân có quyền khởi kiện đến tòa án yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên đối với những vụ án dân sự thì trách nhiệm chứng minh thuộc về người khởi kiện. Kèm theo đơn khởi kiện thì phải gửi các tài liệu chứng cứ chứng minh cho việc yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Các giấy tờ chứng minh gồm bản sao giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật, bản sao hợp đồng chuyển nhượng nếu có, biên lai nộp thuế sử dụng đất nếu có, biên bản hòa giải giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân các cấp nếu có. Hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý khán giả rõ được những quy định pháp luật hiện nay. Khi có ý kiến thắc mắc về thủ tục hành chính ở các lĩnh vực, quý khán giả hãy gửi thư về chương trình. Ngoài bì thư ghi rõ, chuyên mục Cải cách hành chính đã phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1 đường Võ Gia Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hoặc gọi về số máy 02933 58 3399 để được hỗ trợ.
Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Cải cách hành chính kỳ này xin được khép lại. Mến chào tạm biệt quý khán giả.